Trở lại với các thông tin thời tiết cùng với chị Việt Hà. Với thời tiết miền Bắc thì có thể cảm nhận rõ là hai ngày nay trời bắt đầu nóng ấm lên rõ ràng rồi. Và tôi để ý rằng là hầu như mọi người đã bắt đầu chuyển trang phục từ đồ mùa đông sang đồ mùa hè và chuyển sang mặc áo ngắn tay rồi. Vậy thì không biết là đợt nóng lần này ở miền Bắc sẽ kéo dài đến bao giờ đây ạ? Dạ vâng, dự báo là đợt nắng và nóng lần này ở miền Bắc thì khả năng sẽ kéo dài đến ngày thứ ba tuần sau, trước khi mà có một đợt không khí lạnh về hàn về ạ. Và trong 3 ngày này thì ở thời tiết ở miền Bắc cũng như là Bắc miền Trung chịu ảnh hưởng của vùng thấp phía Tây đang phát triển và mở rộng ở phía nước ta. Vì vậy nên là khu vực phía Tây Bắc Bộ hay là vùng núi Bắc miền Trung sẽ là những nơi chịu tác động mạnh từ hình thế này, trời nắng sớm và nóng như mùa hè. Thậm chí là một số nơi thì sẽ có nắng nóng cục bộ trên 35 độ C như là tại Yên Châu, Phú Yên, Sông Mã, Mai Châu hay là Tương Dương, Quỳ Hợp, Khe Sanh, Nam Đông. Đó là những nơi nóng nhất trong ngày hôm nay. Còn nền nhiệt chung ở Bắc Bộ và Bắc miền Trung thì sẽ dao động trong khoảng từ 29 đến 32 độ C, trời nóng về trưa chiều. Vâng, thế còn với khu vực Nam Bộ thì sao ạ? Chúng ta cũng đã xem phóng sự trong phần tin tức cho thấy được rằng là người dân phải mưu sinh rồi chật vật dưới nắng nóng rất là vất vả. Vậy thì không biết là đến bao giờ diễn biến nắng nóng ở đây mới có những cái dấu hiệu khả quan hơn? Dạ vâng, dự báo là nắng nóng ở Nam Bộ thì tạm thời vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc ạ. Kể cả những ngày cuối tháng là mặc dù có xuất hiện mưa trái mùa, thế nhưng buổi trưa trời vẫn rất nóng ạ. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực miền Đông Nam Bộ hay là một số nơi ở miền Tây Nam Bộ thì vẫn thường xuyên dao động ở mức từ 35 đến 36 độ C và thậm chí là có nơi tới 37 độ C. Còn với khu vực Tây Nguyên và Nam miền Trung hôm nay thì trời cũng có nắng kéo dài cả chục tiếng trong ngày. Nhiệt độ các thành phố dao động trong khoảng từ 31 đến 34 độ C, riêng có Gia Nghĩa là trong khoảng 35 độ C. Xin được chuyển sang thời tiết biển. Hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa hôm nay trời không mưa, có nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, gió cấp 3 đến cấp 4 và độ cao sóng là từ 1 đến 2 mét. Cảm ơn chị Việt Hà về những thông tin vừa rồi. Và như vậy là với thời tiết của ngày hôm nay thì sẽ có nhiều khu vực trên cả nước xuất hiện nắng nóng, tức là có mức nhiệt từ 35 độ trở lên. Quý vị lưu ý trong các hoạt động ngoài trời để có thể đảm bảo được sức khỏe.